Xin chào tất cả các bạn, tôi là Review Game đây. Nếu các bạn đã quá chán nản vì những lần tạch banner trong Genshin, hay rết quá thấp, hoặc cảm thấy nhàm chán với những tựa game đánh theo lượt quen thuộc, thì hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn một tựa game đến từ nhà phát hành GameView, không phải Vinago, Azkanatatic. Với thiết kế đồ họa có thể nói là rất đẹp đối với cá nhân tôi ở một tựa game chỉ nặng chưa đến 1GB, hệ thống nhân vật và skin bắt mắt, dễ nhìn, quan trọng nhất chính là tỷ lệ ra nhân vật 5 sao khá cao. Một lần quay X8 sẽ mất khoảng 600 kim cương, như các bạn thấy, chỉ một lần quay mà tôi đã có thể kiếm được 2 nhân vật 5 sao. Ngoài ra còn có cả banner trang bị và banner Azkana. Azkana là những lá bài mà bạn có thể đem theo trước khi bắt đầu trận đấu. Mỗi lá sẽ có một hiệu ứng cộng thêm khác nhau. Ở đầu game lúc vừa tạo tài khoản, bạn sẽ được chọn một lá dựa theo ngày tháng năm mà bạn chọn. Giống như bài Tarot, tôi sẽ để một list những ngày tháng năm tương ứng với những lá bài để các bạn tham khảo và chọn. Và tất nhiên game cũng có hỗ trợ tính năng BVB và BVE cùng với nhiều hoạt động khác để tránh nhàm chán cho người chơi. À mà, nếu rết ra nhân vật 5 sao cao như vậy thì kim cương dư dùng để làm gì? Ra nhân vật rồi, thì các bạn cần phải tiếp tục zone để kiếm thêm mảnh nhân vật đó để nâng cấp lên. Nâng đến một level nhất định mà bạn cho là đủ, thì hãy để dành kim cương chờ các banner sắp tới. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, chính là lối chơi. Lý do vì sao tôi nói nó khác với những tựa game gacha đánh theo lượt khác chính là ở đây, như tên của game, Tatic, các bạn có thể liên tưởng đến đấu trường chân lý đúng không? Chính là nó, mỗi lượt các bạn sẽ có thể mua tướng của các hệ tộc khác nhau bằng ruby ở trong trận, khởi đầu từ những nhân vật 1 sao và ghép chúng lên theo công thức để có thể nâng lên 2, 3 rồi 4, 5 sao. Nhưng hãy lưu ý một điều, nếu bạn có đủ 2 tướng 3 sao cần để úp lên 4 sao, nhưng bạn vẫn chưa gacha ra tướng đó ở bên ngoài, thì cũng không thể nâng lên 4 sao ở trong trận, hãy cân nhắc kỹ điều này để tránh lãng phí tướng. Mình có thằng anh Hoa XG trước làm dân chơi Genshin nạp lậu, bỏ ngang sang chơi Azkana Tatic, sinh năm 2K3, tự mày mò mua máy về tập gacha và xếp đội hình 2 năm nay, mỗi tối đi tầm 3-4 chương phó bản là xong việc, lương ngày toàn chục ngàn kim cương, nhưng thu nhập chính vẫn là từ nhận cày ặc thuê bên ngoài để kiếm thêm tí lúa, tuần làm 2-3 try bang chiến nhẹ nhàng. Đến giờ có danh hiệu ông vua gacha tươi rói không bị người đời cười chê, nghĩ mà thèm, gái gú thì cứ nghe anh bảo chơi Azkana thì chảy nước. Có bé kia dân newbie, về được cô chị chơi Genshin giới thiệu vài quét nạp lậu, thế nào anh ấy vào lobby multi phát gặp phải thế là hốt được cả chị lẫn em, ba đứa nó sống chung một căn hộ cao cấp. Nhà con bé kia biết chuyện ban đầu phản đối sau biết thằng đấy chơi Azkana, thì đổi thái độ, cách 3 bữa hỏi thăm, 5 bữa tặng quà giục cưới kèo lỡ kèo. Đáng lẽ tháng này là đám cưới tụi nó nhưng dính Covid nên rời lại cuối năm,